những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới. Dòng chảy tin tức sẽ được TTV11 truyền tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ, 9 giờ, 15 giờ, 17 giờ và 21 giờ. Bây giờ mời quý vị thính giả đến với bản tin lúc 15 giờ. Thúy Vy và Công Vinh kính chào quý thính giả đang đến với bản tin thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 15 giờ trên sóng FM tần số 103.1 MHz và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ tây ninh tv vn Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại thành phố Tây Ninh. 200 người chung tay làm sạch núi Bà Đen. Cao điểm dịch bệnh cúm thêm một ứng cử viên đảng Cộng Hòa từ bỏ tranh cử Tổng thống Mỹ. Ngày 11 tháng 1, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của ngành thanh tra. Đồng chí Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Trong năm 2023, toàn ngành thanh tra Tây Ninh đã triển khai thực hiện 73 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 29 cuộc đột xuất, ban hành kết luận 56 cuộc và 7.094 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 10,6 tỷ đồng và 30.059 m2 đất, kiến nghị thu hồi 6,3 tỷ đồng, kiến nghị khác 4,3 tỷ đồng và 30.059 m2 đất, ban hành 294 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 4,6 tỷ đồng. Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, trong kỳ, phát sinh 4 vụ trên 14 người có dấu hiệu tham nhũng đã chuyển cơ quan điều tra để xác minh dấu hiệu tội phạm, khởi tố 4 vụ án 11 bị can đồng chí Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị ngành thanh tra tỉnh tiếp tục nghiên cứu thực hiện đúng luật thanh tra năm 2022, nhất là những quy định mới. Thanh tra các cấp các ngành chủ động phối hợp, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo, chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa và tăng cường kiểm tra thanh tra thanh tra trách nhiệm phật hiện luật phòng chống tham nhũng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Kiện toàn lực lượng công chức thanh tra cả về số và chất lượng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Năm 2023, thanh tra tỉnh được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp này, năm cá nhân của ngành thanh tra tỉnh được thanh tra chính phủ tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra, ba cá nhân thuộc các phòng nghiệp vụ thuộc thanh tra tỉnh được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 1, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân năm 2024 do Sở Y tế chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Nội dung bao gồm tiến hành kiểm tra một số cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm nhằm kiểm soát việc đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau Tết Nguyên đán, đặc biệt là các sản phẩm, nhóm thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ quả, phụ gia thực phẩm, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, chợ truyền thống, cơ sở giết mộ, vận chuyển thực phẩm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, hết hạn sử dụng, trong đó đặc biệt chú trọng các cơ sở đã vi phạm về an toàn thực phẩm. Tại buổi kiểm tra sáng ngày 11 tháng 1, đoàn đã làm việc với siêu thị Coop Mắc Tây Ninh, cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm chả lụa thanh hương tại phường 2 thành phố Tây Ninh. Qua công tác kiểm tra cho thấy, các đơn vị đều có đủ hồ sơ pháp lý về sản xuất kinh doanh thực phẩm. Các sản phẩm đang sản xuất kinh doanh có thực hiện kiểm nghiệm định kỳ theo đúng quy định. Tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện tồn tại sai phạm. Ngày 11 tháng 1, công an thị xã Hòa Thành cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Thái Thạch Minh Nhật, 26 tuổi, ngụ phường Long Thành Bắc thị xã Hòa Thành để điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Trước đó, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 9 tháng 1 năm 2024, tại đường số 8 khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, công an thị xã Hòa Thành phát hiện Thái Thạch Minh Nhật đang điều khiển xe mô tô chở theo một thùng giấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua đó phát hiện bên trong thùng giấy có chứa 14,3 kg pháo nổ. Đối tượng Nhật không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Nhật khai nhận vào khoảng tháng 12 năm 2023, qua theo dõi phát hiện trên địa chỉ thị xã Hòa Thành có nhiều đối tượng có nhu cầu mua pháo nổ về sử dụng, nên đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook TTMN đăng lên mạng xã hội để bán pháo hoa đổ. Sau đó có đơn hàng đặt mua, nhật liền lên khu vực biên giới ở huyện Bến Cầu đặt mua xong về bán lại kiếm lời. Được biết, đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 vụ bán pháo trước đó. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 11 tháng 1, Bệnh viện mắt Sài Gòn Tây Ninh chính thức khai trương tại địa chỉ số 101 Hoàng Lê Kha, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh. Đây là thành viên thứ 12 của Bệnh viện mắt Sài Gòn đi vào hoạt động. Đến dự lễ khai trương có ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh. Bệnh viện mắt Sài Gòn Tây Ninh đã được Tập đoàn Y khoa Sài Gòn đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, được xây dựng trên tổng diện tích 2.700m2 với 5 tầng riêng biệt, có phòng chờ tiền phẫu và nghỉ ngơi sau khi phẫu thuật theo chuẩn của hệ thống đây là bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên và duy nhất tại tây ninh bệnh viện sở hữu danh mục điều trị toàn diện với mong muốn mang lại các dịch vụ thăm khám và điều trị chuyên sâu về các bệnh lý mắc cho người dân trong và ngoài tỉnh. Việc đầu tư của bệnh viện thể hiện sự cam kết, nỗ lực cung cấp những dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao và tối ưu trong chăm sóc sức khỏe và phục hồi thị lực cho người dân. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Trương Văn Hùng, giám đốc Sở Y tế Tây Ninh đánh giá cao quy mô đầu tư cùng sự tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo và y bác sĩ bệnh viện mắt Sài Gòn Tây Ninh. Từ đó giúp người dân Tây Ninh được tiếp cận những dịch vụ hiện đại chuyên khoa về mắt và sự tận tâm phục vụ của đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp. Nhân dịp này, bệnh viện mắt Sài Gòn Tây Ninh trao 50 suất điều trị đột thủy tinh thể cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho đại diện hội người cao tuổi tỉnh Tây Ninh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, có độ cao 986 m là ngôi núi linh thiêng cao bậc nhất trong vùng Đông Nam Bộ với một hệ thống chùa, am, động, miếu và các công trình tâm linh độc đáo. Tại điểm du lịch này, hôm qua ngày 10 tháng 1, 200 tình nguyện viên đã tham gia chiến dịch dọn rác nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường. Sự kiện cũng khởi động chuỗi hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường do Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh phối hợp với hệ thống các chùa Núi Bà và Qua Bà Đen Mountain phát động. 200 tình nguyện viên là những Phật tử, cán bộ, nhân viên khu du lịch, các thể sứ cùng nhau làm sạch các khuôn viên chùa Bà, chân núi. Làm việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, mọi người đều rất hầu hởi. Chị Đỗ Huỳnh Như, tình nguyện viên, chia sẻ mà đã nhặt rác tại một cái nơi tâm linh như là khu vực điện bà chùa bà thì tôi cảm thấy là mình đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa cũng như là làm được một cái việc thiện để giúp cho cảnh quan núi bà nói riêng cũng như là Tây Ninh nói chung thì càng ngày càng sạch đẹp hơn. Ngay trong ngày đầu phát động hơn 160 bao rác từ đường hơn 2 tấn gồm chất thải rắn, lồng, chai nhựa đã được thu gom. Số rác này sẽ được tập kết và mang đi xử lý. Nhiều năm qua, núi Bà Đen là điểm đến được du khách và cộng đồng Phật tử yêu thích, là niềm tự hào của người dân Tây Ninh. Tuy nhiên, tình trạng xả rác thải bừa bãi là vấn đề đang tồn tại. Ông Trần Thái Nam, trưởng ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, thông tin. À, chúng tôi đang phát động chiến dịch, không phải là ngày hôm nay, mà sẽ là hàng quý sẽ tổ chức một ngày xanh, ngày xanh để làm toàn bộ tất cả các khu kể cả các tuyến đường đi bộ. Với những ý nghĩa đó, chương trình đã lan tỏa tích cực và góp phần giữ vững màu xanh cho khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, cũng vừa truyền tải những thông điệp về bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên. Thưa quý vị, theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai sẽ lên cao, đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 12 đến 14 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 2 ngày 4 tháng 12 âm lịch. Dự báo đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 12 đến 14 tháng 1, thời gian xuất hiện từ 4 đến 6 giờ và 17 đến 19 giờ tại trạm Phú An sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè sông Đồng Điền có thể ứng mức 1,55 đến 1,60 m, sắp xỉ hoặc dưới báo động 3 khoảng 0,05 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 giờ đến 6 giờ và 17 đến 19 giờ. Tại trạm Thủ Dầu 1 sông Sài Gòn có thể ở mức 1,60 đến 1,65, sắp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,05 m. Dự báo tình hình nước triều gây ngập úng sẽ còn tiếp tục xảy ra ở các khu vực trũng thấp, khu vực ven sông, kinh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong báo cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng tại Việt Nam năm 2023 do Liên minh chống lừa đảo toàn cầu Gaza và dự án xã hội chống lừa đảo phối hợp công bố, người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng gần 16 tỷ đô la Mỹ trong tổng số 53 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Con số này cho thấy Việt Nam là vùng trũng nhận thức thông tin và sử dụng mạng. Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, xảo quyệt mới đây lại xuất hiện thủ đoạn mới là công ty tư vấn luật hỗ trợ lấy lại tiền cho nạn nhân bị lừa đảo. Công an cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, trách bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên chậm lại, suy nghĩ kỹ trước khi click chuột hoặc tắt hết các kết nối khi không cần dùng đến như wifi, bluetooth. Thời điểm hiện tại vẫn đang cao điểm về số ca mắc cúm mùa, đặc biệt là cúm A, với tốc độ lây lan nhanh, thời gian ủ bệnh ngắn, khiến số ca mắc ở trẻ em và người lớn đều gia tăng nhanh, nhiều bệnh nhân chuyển biến nặng do có bệnh lý nền. Bệnh nhân nữ 59 tuổi được chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy hô hấp do nhiễm cúm A trên nền cơ địa béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp. Sau một tuần hồi sức tích cực, bệnh nhân vẫn phải thở máy. Bác sĩ Phạm Văn Phước, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết. Những cái bình nền thì nó sẽ làm cho cái miễn dịch của cơ thể nó thay đổi và những cái chức năng như là tim mạch hô hấp bệnh nhân đã bị ảnh hưởng từ trước nên là khi mà mắc cúm thì cái chức năng hô hấp của bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. 10 bệnh nhân đang phải thở máy sau khi mắc cúm A trong tổng số hơn 70 bệnh nhân được điều trị nội trú tại bệnh viện. Không chỉ người lớn mà nhiều trẻ em cũng được chỉ định nhập viện sau khi mắc cúm A. Nhiều bé bị biến chứng viêm phổi sau khi mắc cúm A, trong đó có những trẻ đồng nhiễm nhiều bệnh cùng lúc với cúm A như bệnh di này là một ví dụ. Riêng tại khoa nhi tiếp nhận gần 40 bệnh nhi điều trị nội trú do mắc cúm A có biến chứng. Nhiều trẻ mắc các bệnh lý nền như ung thư máu, suy thận mãn, tim mạch, phổi bẩm sinh khi mắc cúm a đều có thể chuyển nặng hơn các trẻ khỏe mạnh tiến sĩ bác sĩ đặng thị thúy trưởng khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thông tin tất nhiên cũng có những cái cháu mà cú ma không có bệnh nền gì nhưng mà cũng có biến chứng đấy là một số các cái trường hợp mà cháu điều trị không hợp lý ở nhà hoặc là có thể mua thuốc ninh tinh trước đó và khi đến với chúng tôi với tình trạng nó cũng khá muộn rồi và bắt đầu có biến chứng viêm đường hô hấp dưới thì chúng tôi cũng cho nhập viện điều trị nếu để điều trị cú ma thì thuốc tamiflu là thuốc điều trị đặc hiệu tuy nhiên chúng tôi chỉ chỉ định trên những một số các trường hợp tiến sĩ bác sĩ trần văn giang phụ trách phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương khuyến cáo Ngoài việc điều trị cúm A đó thì cũng phải kiểm tra và gì điều trị các bệnh nền thì mới đạt được những cái hiệu quả điều trị như mong muốn. Thì hiện tại trong thời điểm này thì cơ sở vật chất của bệnh viện hoàn toàn đáp ứng đủ. Tại nhiều bệnh viện số ca mắc cúm A cũng gia tăng nhanh chóng trong thời điểm này, thậm chí có bệnh nhân mắc cúm A đồng nhiễm COVID-19 theo cục y tế dự phòng bộ y tế hiện đang vào thời điểm giao mùa đông xuân lúc lạnh lúc nóng đột ngột tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh nhân liên quan đến đường hô hấp phát triển trong đó có bệnh cúm a à. tuy nhiên chưa ghi nhận các chủng virus có độc lực cao lây truyền từ da cầm sang người các bác sĩ cũng cảnh báo người dân cũng không tự ý mua Timav blue để sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ ngày 10 tháng 1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Bi Đỏ. Dự thảo nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản bảo trợ đã thông qua mà không có bất kỳ phiếu chống nào. Một trong những điều khoản chủ chốt trong nghị quyết nhấn mạnh luật quốc tế cho phép các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc có quyền bảo vệ tàu của mình khỏi các vụ tấn công gây ảnh hưởng đến quyền đi lại và tự do hàng hải bên cạnh đó nghị quyết cũng ngầm cho phép liên minh hàng hải đa quốc gia do mỹ dẫn đầu bảo vệ các tàu thương mại trên viện đỏ và vịnh aden khỏi các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của houthi ngoài ra nghị quyết cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ tiến trình hòa bình do liên hợp quốc đứng đầu nhằm chấm dứt cuộc nội chiến dài dẳng ở yemen Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp thông báo đã giải cứu 30 người di cư đồng thời phát hiện hai thi thể trên bờ biển đảo Lesbos, hòn đảo của nước này, nằm ngoài khơi phía đông bắc biển Eze. Theo thông báo cho biết, hai thi thể được tìm thấy bao gồm một nam, một nữ và những người di cư này đã tới đảo Lesbos trên một chiếc tàu trong điều kiện thời tiết xấu. Theo lời khai của những người di cư, trên thuyền có 36 người và một số người đã nhảy xuống biển. Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển và cảnh sát Hy Lạp đang tìm kiếm thêm những người di cư còn mất tích dưới điều kiện thời tiết bất lợi liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong năm nay, ngày 10 tháng 1, cựu thống đốc bang New Jersey, ông Christie, tuyên bố từ bỏ cuộc đua giành tấm vé đề cử của đảng Cộng hòa. Động thái này diễn ra trước thêm cuộc tranh cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa ở bang Iowa vào ngày 15 tháng 1 tới. Phát biểu với những người ủng hộ tại thị chính ở Quimdam, New Hampshire, ông Christie, 61 tuổi, tuyên bố chấm dứt chiến dịch chiến tranh tổng cử của mình. Do tự nhận thấy không có nhiều triển vọng sẽ giành được đề cử. Trong thời gian gần đây, chính phủ Malaysia đã coi chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cho rằng thành công của chuyển đổi số sẽ làm nên thành công của nền kinh tế quốc gia. Chính phủ Malaysia đã triển khai gói cước 5G kết hợp điện thoại thông minh để giúp người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, có thể tiếp cận với số hóa và góp phần quan trọng trong hoạt động kinh tế số ở Malaysia. Cuộc thi ảnh đơn sắc quốc tế năm 2023 đã chính thức khép lại. Năm nay, hai tác phẩm của hai nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt và Đặng Hoài Anh đã được giải thưởng danh dự hạng một thiên di của cuộc thi. Tác phẩm núi bà đen của nhiếp ảnh gia phong cảnh Trần Tuấn Việt được chụp bằng flycam ghi gại khoảnh khắc tượng bà Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, được bao phủ bởi biển mây có hình dáng đặc biệt ấn tượng. Bức tượng được đúc hơn 170 tấn đồng cỏ, cao 72 mét, đã xác lập kỷ lục tượng Phật bà bằng đồng cao nhất châu Á nằm trên đỉnh núi. Quý khán giả thân mến, bản tin thời sự lúc 15 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Mỹ Tuyền, các phát thanh viên Thúy Vi, Công Vinh, kỹ thuật viên Tuyết Vân thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.